thời tới cản không kịp. Năm con giáp cá chiếc hóa rồng trong ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch năm 2024, vận trình vượng pháp tài lộc vây quanh, sự nghiệp thì thăng tiến. Các bạn hãy chuẩn bị hoan hỉ mà nhận lộc trong ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, bước sang ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch năm 2024 thì cái vận may sẽ bất ngờ ghé thăm những con giáp này. Trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ nhận được nhiều cái cơ hội để thăng tiến, phát triển cái sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy mà được quý nhân giúp đỡ nên là cái việc kiếm tiền làm giàu của những con giáp này nó cũng sẽ thuận lợi hơn hanh thông hơn luôn được xuôi trèo mắt mái vì thế mà từ nay thì cái tài vận từ cái đời sống vật chất về tinh thần của những con giáp này đều có thể bước sang một cái tầm cao mới bên cạnh đó về cái chuyện tình cảm ấy thì những người độc thân sẽ gặp được cái vận đào hoa nên là khả năng cao sẽ được uh, nhận lời tỏ tình bất ngờ từ những người khác giới và những người mà các cặp đôi đang yêu nhau ấy hoặc là những cặp vợ chồng ấy, thì sẽ tận hưởng được cái khoảnh khắc tuyệt vời bên những người mình thương nhất một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay ngày 6 tháng 3 âm lịch ngày mậu thân à, vậy thì đó là những con giáp nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây quý vị thân mến cái ngày 6 tháng 3 âm lịch thì nó là ngày mậu thân chúng ta cùng diện là tỵ thân nhị hợp vậy nên những người tuổi tỵ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay hơn nữa những người tuổi tỵ lại có thiên ấn ở trợ lực nó giúp đỡ nó đem lại cái tiếng nói và cái quyền lực cho những người tuổi tỵ trong công việc. À, thời gian tới các bạn sẽ được cấp trên tạo điều kiện để cho học hỏi phát triển. À, những người làm lãnh đạo thì được nhân viên tín nhiệm. À, các bạn nói được làm được không bao hoa nên là cũng được đối tác tin tưởng để mà hợp tác. Thêm nữa cái chuyện tiền bạc của những người tuổi tỵ trong thời gian này cũng được cục diện lục hợp nâng đỡ nên là có dấu hiệu khởi sắc. Hôm nay thì thu nhập của những con giáp này cũng khá là tốt tiền vào nhiều hơn tiền ra, các bạn không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề là thu chi, vì các bạn biết cách cân bằng lại cái tài chính, à, không phải là kiểu người tiêu pha tiêu pha hoang phí. thêm nữa, trong ngày hôm nay thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi tỵ cũng khá là thuận lợi, hanh thông, rất là cục diện là nhị hợp, nó tương trợ giúp đỡ, nên là các mối quan hệ nó trở nên hảo hữu hơn, trở nên tốt đẹp hơn. À, trong tình yêu thì không có mâu thuẫn đó, à, nhưng mà ấy, quý vị cũng đừng có trốn tránh. À, vì khi mà xảy ra những cái lục đục nhỏ ấy mà quý vị không giải quyết sẽ dẫn đến những hậu quả khôn đường về sau những người tuổi tỵ trong thời gian này đôi khi vẫn thiếu chín chắn để những nhịn nửa kia nên là một thuẫn hàng ngày đôi khi nó cũng sẽ sẽ, sẽ vẫn thể vẫn có thể xảy ra vì vậy để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xíu để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày mùng 6 tháng 3 lịch. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai thì không ai khác đó chính là những người tuổi tý. Trong cái ngày mộ thân, ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch thì những người tuổi tý được cục diện là thân tí, thìn là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nâng đỡ nên những người tuổi Tý làm ăn cũng khá là xuân sẻ hanh thông trong cái ngày hôm nay. À, những ai mà đang kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng sẽ có một cái doanh thu cao do là khách hàng ủng hộ nhiệt tình và gì khách hàng cũ thì cũng quay lại. À, những người tuổi Tý cũng khéo ăn khéo nói nên là hiếm khi làm mất lòng đồng nghiệp. À, có nhiệm vụ bất ngờ cũng sẽ gì được quý nhân hậu thuẫn và công việc sẽ được xuôi trèo mát mái. Thêm nữa công việc hanh thông khiến cho cái vận trình tiền bạc của những người tuổi ấy, những người tuổi tuổi Tý cũng được may mắn đấy. À, lại được thêm chính tài nó chiếu sáng nên là lương thưởng của gia chủ trong thời gian này cũng ổn định hơn trước à, cứ miệt mài tập trung vào cái công việc mình đang làm ấy thì nói chung là ông tổ nghề cũng sẽ không bao giờ phụ lòng các bạn ai đang cống hiến cho cái sự nghiệp sẽ nhận được tiền thưởng trong thời gian tới bên cạnh đó vận trình tình duyên cũng tiến triển tốt đẹp nhờ cục diện là ngũ hành tứ sinh thân kim sinh cho tý thủy vậy nên à, dù không có vẻ ngoài xuất sắc nhưng những người tuổi tý vẫn được mọi người yêu quý vì hiền lành hay thương người Một số người sẽ gặp lại những người bạn bè cũ Và trong thời gian này cũng sẽ được chia sẻ cho những cơ hội kiếm tiền và làm giàu đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình Thì những người tuổi tí hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong thời gian này không ai khác đó chính là những người tuổi thìn những người tuổi thìn cũng được cục diện thân tý thìn tác hợp nó xuất hiện vậy nên trong thời gian này vận trình của những người tuổi thìn cũng sẽ được thanh thông thuận lợi những khó khăn những vất vả cũng sẽ được gì à, quý vị tháo gỡ một cách là nhẹ nhàng thậm chí những cái tình huống mà quý vị gặp phải khó khăn bế tắc tưởng chừng như không thể quyết được ấy. thì trong thời gian này quý vị cũng sẽ tháo gỡ được một cách nhẹ nhàng nhờ có được quý nhân đưa đường chỉ lối cũng như là có thêm được cái những cái kinh nghiệm quý giá từ bản thân à, quý vị cũng nên tiếp thu những cái chỉ dẫn những cái ý kiến của mọi người xung quanh những cái ý kiến của họ trong thời gian này chính là cái chìa khóa vàng cho mọi cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải thêm nữa trong ngày hôm nay ấy thì các bạn sẽ trở nên lạc quan hơn, độc lập hơn, tự chủ hơn và đầy ấp cái ý chí để làm việc. đấy à, Thậm chí có người còn nung nấu ý chí khởi nghiệp ở một cái lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm. Để hạn chế cái việc mắc phải những cái sai lầm đáng tiếc thì các bạn nên học hỏi thêm những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm thực tế trước đã. Đáng khen ở những người tuổi thìn trong thời gian này là bản thân lúc này đã có thái độ niềm uh, niềm, niềm nở hơn nhã nhặn hơn vui vẻ hơn và luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những cái người có hoàn cảnh khó khăn mình. Ở à, trong ngày hôm nay cái cục diện tam hợp nó cũng cho thấy cuộc sống của những người tuổi ý. những người tuổi thìn ấy nói chung ấy nó thiên về tình cảm và có được cái may mắn là các bạn gì có được cái hạnh phúc như mình mong muốn những cái cuộc hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi ý, thì cũng làm khơi dậy cái cảm xúc hạnh phúc của hai người như tuổi mới yêu vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ ba Tiếp theo con sắp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi mão. Thì trong cái ngày mùng 6 tháng 3 này cái những người tuổi mão được cục diện chính quan nó nâng đỡ nên những người tuổi mão khá là nhạy cảm, may mắn trong công việc. À, các bạn mới ra trường thì sớm nhận được những quyết định tốt liên quan đến cái chức vụ đến lương đến thưởng. Những ai mà có kinh nghiệm lâu năm ấy thì cũng sẽ sẽ nhiệt tình chia sẻ cho những nhân viên mới như các bạn. À, sự nghiệp đi kèm với cái thành công của các bạn cũng sẽ đến trong tương lai. Bên cạnh đó, về vấn đề tài chính thì cái nguồn thu nhập của những người tuổi mão tăng lên nhờ cái nghề tay trái tuy nhiên các bạn đừng vì vậy mà tiếp xài một cái khoang phí hãy tiết kiệm cho các việc khẩn cấp trong tương lai thời gian tới sẽ có nhiều cái niềm vui liên quan đến lương thưởng tiền hoa hồng hoặc là lồng lá của khách hàng vậy nên quý vị hãy hoan hỉ mà đón nhận bên cạnh đó cái phương diện tình cảm của những người tuổi mão thì nói chung ấy thì không được tốt lành lắm do là cục diện là gì thân kim khắc mão mộc vậy nên có thể bản mệnh sẽ vướng phải một số cái rắc rối À, khiến cho gì cái cái chuyện tình cảm nó bị ảnh hưởng à, nhiều người thì không đồng nhất ý kiến với cha mẹ với anh em nên là dễ xảy ra những cái xích mích những cái gọi trong nhà vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ à, thưa quý vị nói chung những người tuổi ngọ được chính ấn nó soi chiếu nó đem lại cái sự thông thái cho những người tuổi ngọ và trong ngày hôm nay thì các bạn làm gì cũng hanh thông thuận lợi nhanh nhẹn và tháo vát à, nói chung ấy những người tuổi ngọ còn hay giúp đỡ đồng nghiệp à, vậy nên là sẽ được đồng nghiệp yêu quý nhưng một số người chỉ vì các bạn giúp đỡ nhưng mà lại quá một cách quá dễ dãi nên là đôi khi bị lợi dụng bị coi thường muốn có thành tựu lớn thì các bạn cần phải liều lĩnh hơn đừng có ngại vất vả à, thêm nữa về vấn đề tài chính tiền bạc thì những người tuổi ngọ nên cảnh giác cao độ với những cái trò lừa đảo trên mạng xã hội ngày nay đừng có bị du dỗ kiểu tiền mất tật mang lúc nào không hay à, tuy nhiên may mắn với những người tuổi ngọ trong thời gian này là thu nhập của các bạn vẫn ổn định không có dấu hiệu nào bị hao hụt đó. À, tiếc rằng trong ngày hôm nay gặp cục diện là hỏa kim xung khắc ngọ hỏa khắc tân kim, vậy nên nó đem lại cái sự buồn bã cho những người tuổi ngọ trong chuyện tình cảm. À, các bạn trẻ tuổi trong ngày hôm nay thì dễ bị người khác bùng hẹn đột xuất. Thực ra các bạn không không quan trọng trong cái mắt người ta như các bạn đã nghĩ. Những người có gia đình thì nói chung ấy có phần hơi lạnh nhạt, vợ chồng thì dễ xảy ra những chiến tranh lạnh. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp thứ sáu may mắn trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi thân. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 6 tháng 3 lịch ngày Mậu Thân này thì những người tuổi thân được thực thần nó trợ mệnh, nó sẽ có lợi cho những người tuổi thân đang làm việc tự do hoặc là muốn kiếm thêm cái nghề tay trái. Cuộc sống này không cho bạn nghỉ ngơi thì các bạn vẫn chiến đấu tốt, chỉ sợ không có đủ sức. Đấy, chứ một mình à, chứ một chỉ sợ không đủ sức. Nên một khi mà các bạn đã có sức khỏe rồi thì không gì không ngại cải quốc ngày đêm, à, bất chấp cả gì những cái ngày cuối tuần ngày nghỉ vân vân. À, thêm nữa, cái vận trình tài lộc có những cái điểm sáng nhất định, cái nguồn thu cứ ùn ùn chảy về túi của những người tuổi thân trong thời gian này. Nói chung ấy, à, quý vị có thể gạt bỏ những cái gánh nặng tài chính và có một cái khoản tiền tiêu dùng dính. Hôm nay có nhiều người còn có lộc ăn uống từ những người quen. À, nói chung ấy cũng sẽ được may mắn hanh thông thuận lợi đủ đường bên cạnh đó cái chuyện tình cảm cũng bình ổn nhờ hai hành kim nó tương hòa không có người yêu thì cũng không cần cần phải lo lắng các bạn cũng sẽ sớm có thôi và trong thời gian này thì những người đã có gia đình thì có thể có nhiều cái thời gian hơn để tận hưởng cái hạnh phúc và cái sự quan tâm đến gia đình nhiều hơn vậy nên để gia tăng thêm cái hạnh phúc may mắn cũng như là để gia tăng thêm cái tài lộc thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi thân. À, quý vị thân mến, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 6 tháng 3 lịch ngày bội thân. À, hy vọng những thông tin mà tử thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn cho công việc trong cuộc sống để quý vị có một cái cuộc sống hạnh phúc may mắn và tài lộc đó và trong ngày hôm nay ấy, thì như quý vị đã biết ấy, chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên đó là những tuổi sau một là những người tuổi tỵ hai tuổi tý ba tuổi thìn bốn tuổi mão năm tuổi ngọ và sáu là những người tuổi thân đây là 6 con giáp được thần may mắn ban cho cái phước lành trong cái ngày mùng 6 tháng 3 lịch ngày mậu Thân à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn